quỷ à? Mày là đầu bùi thế chưa? Bùi. Mày đã nhớ là mày là cái nền văn hóa Việt Nam, bốn ngàn năm nay văn hóa Việt Nam có bốn ngàn năm Việt Nam bán dày khắp cả bờ nguyên là cả thế giới này, bán dày khắp cả bờ nguyên là cả thế giới này, có toàn cầu này. Bây giờ mày đã xây dựng lên cái sự nghiệp của đất nước Việt Nam, chịu chưa vậy? Bây giờ mày đang bây giờ cái chuyện không ai biết. Hả? Người ta nói thật như vậy thì mày không chịu, nhưng mà tao hỏi mày là mày học ở đâu ra? Mày không chịu gì để mày học được cho con ngày hôm nay? Người ta nói thật như vậy thì của mày là chuyện gì? Nhưng mà tao hỏi mày là mày học ở đâu ra? Chuyện gì của hiện cái đó? Chuyện gì để mày học được cho con ngày hôm nay? Bây giờ mày dám, mày là cái thằng phát chứ tiến sĩ của mày là tiến sĩ gì? Mà không nắm được một cái gì. Tiến sĩ gì của hiện cái đó? Tao nói rằng là mày là thằng phát chứ tiến sĩ gì mà bây giờ mày dám, mày lại đem qua từ nước này đào? Mày đem một cái từ học nghĩa là một cái mà không là nắm được mới này để mày đưa vào để cho mày đọc quá. Tao nói rằng là mày là thằng phạm sư thế nào, nhưng mà tao rất tiếc rằng nghĩa là những cái đéo đầu ở trên này nó cũng không nhìn thấy. Mày đem một cái từ mà nó bằng nghĩa là mày là chữ nghĩa là bị nhân mới này để mày đưa vào để cho mày đọc quá cái dân Việt Nam này. Bùi là bùi gì đâu mà là đầu bùi, nhưng mà tao rất tiếc rằng nghĩa là những cái thằng đéo đầu ở trên này cũng không nhìn thấy vuông mà nó còn là tôn trọng mày là méo thành tâm giác á. Tại sao mày nói là con người Việt Nam này thì cái con gà là cái là mày là đầu là cái hình tròn của mày bùi, rồi nghĩa là cái hình tâm giác là nghĩa là cái hình của còn cái là mày đập ra rồi mày dạy rằng nghĩa là cái dân tộc Việt Nam này ngu quá đi, ngu tại trong cái phòng á là cái tròn của mày đó, chị có biết như vậy không? Méo thành tâm giác á. Tại sao mày nói là con người Việt Nam này thì cái con gà là cái là dân tộc Việt Nam là ao là thằng chết đói nè. Nhưng tao vẫn hiểu rằng rồi nghĩa là cái hình tâm giác là dân tộc Việt Nam này bốn nền văn hóa bốn ngàn năm nay và cái đất nước rồi mày dạy rằng nghĩa là cái dân tộc Việt Nam này ngu quá đi, đóng lại trong cái phòng là cái dân tộc của mày là họ ngu quá cái này. Hai đứa mày học chữ gì mà đã học cho con ngày hôm nay? Rồi mày thằng tiến sĩ là tụi bây được tiến sĩ gì? Dân tộc Việt Nam hết tao là thằng chăn râu nè, quá làm rồi. Nhưng tao vẫn hiểu tập nước Việt Nam này những người ngu hết, ngu từ trên xuống dân tộc Việt Nam này từ gian lại đang ngu bây giờ học được 4.000 năm bán nghĩa mày và cái đất nước Việt Nam này từ Việt Nam một vài lá rồi xóa đi một cái niềm tin năm châu bốn biển hả? Bây giờ tao hỏi mày là họ 4.000 năm bán nghĩa, hai đứa mày học chữ gì mà ra học đánh cho tới này không tao? Nhưng bây giờ mày đang tiến sĩ này của tụi bây là tiến sĩ gì? Giáo dục hết nói rồi rồi, tôi mới quá làm rồi. Mày có cái đất nước Việt Nam này những người ngu hết, ngu từ trên mày không cần phải mày muốn cho cái dân tộc từ già lại đau cũng mất bây giờ phải học chịu không tụi bay? Mày dân tộc Việt Nam không còn gì nữa hiểu rằng biến thái luôn. Thay lại thì muốn đại tiếng của mày phải xóa đi một cái này. Quê hè, mấy hôm đại, tụi mày đó, thầy dạy con cháu dòng họ tụi mày đây là dưa phù mà xì luôn. Tao là thằng Trân Châu nói nè, đánh tay dẹp tao. Nhưng bây giờ mày đang cái chuyện này của đây vậy? Nhất mười, hả? Nhất bông sen, giáo dục đẹp nhất có tên bác Hồng. Đâu con đọc chữ này chứ vậy? Cái từ của mày muốn cái từ không biết tại sao mày tiếng của chúng mày muốn đồng bào mày muốn cho cái dân tộc Việt Nam này mất gấp mất tất cả. Đâu mẹ vậy ngày mai cho con nghỉ được rồi. Việt Nam không còn gì nữa. Biến thái mày luôn. Mày học rồi con học đủ má mấy lo rồi con học gấp mà cái này không nghe vậy. Quê hè. Mấy hôm đại. Nè, tụi mày đó. Xin hỏi nghe. Thầy dạy con cháu dòng họ tụi mày đem mày dưa phụ mà sử dụng. Tao là thằng Trần Châu nói nè. Đố con Bùi Hiền đọc được cái chữ này nè. Cái chữ này là cái chữ lồn. Không đọc rồi. Hát mười đẹp nhất bông. Ngày mai con nghỉ học. Ngày mai cho không cho con đi học nữa. Có tên bác. Nghỉ học luôn. Đâu con đọc chữ này chữ gì? Đâu con đọc lại cho cái nghe coi. Con đọc biết sao em nghe chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Rồi coi coi chữ này chữ gì? Hả? Không biết tại sao đâu. Đồ mẹ vậy ngày mai cho con nghỉ được rồi. Ngày mai cho con nghỉ học được rồi. Con học đủ má mấy ô rồi con đọc gấp. Cái chữ này không biết. Biết què chứ. Mà tại sao ô trống nghe đâu nghe chữ hấp. Nè. Ô má xin hỏi nha. Xin hỏi mọi người. Rồi này cái ô này đâu gì? Cái ô này đủ má đọc là cái gì? Ô nào không vậy? Ô này gọi là ô gì? Đủ mẹ nó nghe mai cho con đố, cho con thi học được cái chữ này nè cho phát lên trực tiếp để chữ này là cái chữ lồn cái lớp một dạy như cái quần què họ đủ má nó ngày mai con nghỉ học ngày mai cho không cho con đi con học nghỉ nữa. Học được rồi chứ con học vô mai mốt nhìn ô nghỉ học luôn má nè cái này gọi là con chặt gì với cô đọc lại cho trai vậy coi nè đủ đọc má tốt ngược lại cô với ông hiền là đủ mẹ đọc cái được cái ô trống cái này chữ gì què không rồi chữ này chữ gì ô này ô gì ô lộn ô gì hả hát
Không biết tại sao nó vậy, toàn là mấy ô tùng què vậy thôi sao, nhưng không giờ nhìn chữ không biết. Con đọc này coi. Cái này là gì? Cái chữ này không biết. Mà tại sao ô cháu này rồi, cha mua rồi. Cái hồ trong lòng nó như mình đọc gì vậy? Ủa mày ơi, cái ô này là ô gì? Ngày mai ô nào cũng vậy, ô này gọi là ô gì? Không trong học nữa. Giờ học đọc gấp gấp gấp. Rồi cái này là ngày mai cho con nghỉ học. Rồi chữ này chữ gì? Cho phát lên trực tiếp để đủ má nhìn ô đọc gấp hở nhìn chữ không biết cái gì cho dạy như cái quần què hả? Đủ má nó. Con nghỉ học ngày được mai rồi, á, cái con cha cho con nghỉ học, mai mốt cô nhìn giáo á, hỏi tại sao á, cha nó thẳng là cái này con hỏi là chữ gì á, nên không cho học nữa. Viết ô không vậy là đọc là gì? Nè, đủ mẹ đốt ngược lại cô nhìn còn đọc không hàng nè, đủ mẹ đọc mới được cái ô trống nè, ô lùn què gì không? Ô nhìn đi mấy thằng chính thị nè. Ô này ô gì? Ô lộn ô gì? Má xé, tập bỏ luôn. Cầm phát nè. Đủ má dạy tụng là má lùn què gì thôi sao bỗng không giờ nhìn chữ không biết. Tao đọc này coi. Ô mẹ nó xé bỏ luôn. Cái này là gì? Cắt đó, học vậy. Đủ má bữa giờ không biết, thấy nhiều người khoác lên đủ má để ý hỏi lại con mình không biết cắt vậy. Nó xé bỏ luôn. Bỏ tay rồi, cha thua rồi. Đủ mẹ đi. Tụ mẹ học quần què gì ngày mai đó tụ con ơi học gấp đó gấp hỏi ra chữ không biết không chữ gì cho học nữa giờ học đọc gấp đất mình gấp. Không rồi cái này là gì đọc rồi chữ này chữ gì tụ má nhìn ô đọc gấp mà hỏi nhìn chữ không biết chữ gì cho để hiểu rồi ngày mai cho con nghỉ học luôn nghỉ học chơi luôn. Ủa má nó dạy cái lùn què họ dạy giờ nhìn ô ngày mai á chữ không biết chữ nghĩ cái gì hết trơn cô giáo á hỏi gấp lại sao á cha nó thẳng là con không biết chữ gì á nên không cho học nữa chia sẻ lên mạnh mọi người mai mốt ra là ủa má vẽ hình tròn đọc không hả ủa mẹ nó nghỉ học đi con nó vẽ ô nhìn đi với mấy thằng kiếm thị rồi đây nhà mình cũng có cháu vô lớp 1 đây mình cũng đang bức xúc về chuyện tiếng Việt học từ mới mua sách về mà nó không có cho đổi lại đây mua là mất tiền là học không được đó tháp 10 đẹp nhất bông sen đẹp nhất có tên Bác Hồ biết bằng này cái ô này bắt con tay viết vô sao viết không viết mà bắt đầu đọc vẹt rồi là cứ đọc bữa giờ không biết nha bông sen miền Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ tùm lum trong này rồi mà học sinh thì học không được đó các bạn thấy sao về cái chuyện mà học tiếng Việt mới nè tiếng Việt mới gì mà dạy thì toàn ô tròn với ô vuông hình tam giác rồi đây chị cháu học đọc cái cháu nhìn vô ô tròn cháu đọc đó ô tròn vuông lum hết trơn là sao đây học đã đọc, đọc đủ mấy ô nhìn đọc gấp mình đốt trước học nhé các bạn thấy này không cần học nữa là xé tập mình cho con mình học tiếng Việt bình thường thôi đâu cần phải học tiếng mới này làm gì tiếng mới đâu có để mà cho bùi huyền nghe thôi cái này chỉ đọc cho mấy người dân tộc nghe thôi chứ có hiểu gì đâu để các bạn hãy chia sẻ đi chia sẻ nhiều đi để cho từng lớp con em chúng ta vào lớp 1 đây chuẩn bị đi học mà học chữ này thì các bạn nếu mà cho đi học má, thì cho đi học tiếp đi đường hiền nhá còn như mình nha mình không có chữ không biết cái nào gì hết không đọc được cái đốt bỏ nhá cho nó đi lên trên thiên đàng đi nhá các bạn cứ cho nó lên thiên đàng hết đi ở nhà cô dạy con cho chia sẻ lên mạnh mọi người đúng chính xác bạn nói chính xác nghỉ học luôn em có con đi học chưa mẹ nó nghỉ học đi con luôn chơi lớn luôn đúng chơi lớn luôn cho nó xé hết đốt hết đây nhà mình cũng có cháu vô lớp 1 đây đấy tiếng Việt lớp mà tiếng Việt mới đấy các bạn tiếng Việt học sinh như chúng ta là như thế nào đây từ mới
tiếng Việt mua sách tiếng Việt mới thì không có trao đổi lại công nghệ giáo dục. Đúng rồi, tiếng Việt công nghệ mua là mất tiền. Mà nếu mà nó ra câu văn bản mà học tiếng đọc tiếng Việt mới thì các bạn đọc bông sen đưa lớp một đồng có tên mới hồ bằng này cái đọc chữ ô bắt con với lại ô tam giác có viết đầy lên nhá, không biết mà bắt đầu đọc được mà giống như là đọc được mà dịch được á, đẹp nhất bông sen gì tổ đẹp nhất mà nó không đọc được thì tao sẽ cho nó vào rồi mà học sinh thì học không được nó lên thiên đàng luôn đó các bạn. Nó cho con cháu mình học đây, nó cho con cháu mình học những cái chữ này đây. Tiếng Việt mới gì mà dạy thì toàn ô tròn, đốt hết ô vuông hình tam giác. Đây chị cháu học đọc. Đây vỏ này ở trên chị nè, ở trên chị mua bán cho học sinh vào bắt đầu vào học lớp 1 em mà mua không cho đổi lại. Nè, mình đốt giáo dục là công nghệ giáo dục chứ không phải là đốt tập nha các bạn. Thấy cái không cần học xưa là giáo dục của mình là bộ giáo dục của nhà nước nha. Mình học cái này là công nghệ mới. Đâu cần phải học được những cái từ này mới này làm gì? Học và làm sao tới con phải học được. Yeah. Học như thế này để mà bạn học ô vuông như thế này tháp 10 cũng là cái ô vuông này đọc cho mấy người biết tập nghe chứ chữ tháp luôn có hiểu không cái ô vuông ô cứ biết cái ô vuông ra không thì các bạn hãy đọc sao được thì con sao ô vuông là thành lớp ông này bà kia đồng ta mà vào lớp thành đây là thành tiên luôn rồi đúng đúng đấy cái ông này nè đấy thành ông tiên luôn à đi học mà đọc chữ này thì các bạn nếu mà cho đi học thành ông tiên đấy các bạn cứ chia sẻ cho đi học tiếp đi Bùi Hiền nhé các con mình nó vô lớp một nó học cái gì mình không có gì học gì trong này không đọc được với lại mình cứ đốt tâm giác như thế này. Thế này thôi cho nó lên trên thiên đàng học ở nhà cha mẹ dạy chữ hồi xưa mình học vẫn có được các bạn cho nó lên thiên đàng hết đi thành đạt được cái gì đây ở nhà cô dạy con bất bậc phụ huynh cha mẹ để mua sách học tập chính xác ba có sách chính xác thì để ý nha chia sẻ mạnh mạnh lên ai mà em có con đi học chưa cho con đi học lớp một thì mua sách là phải coi lại nhá không có là nó sẽ chơi lớp thí nghiệm làm chuột bạch cho các con cái mình hết đi cho nó xé hết đốt hết thành phố nó cũng ra thành phố Cần Thơ nó có rồi đấy em thành phố Cần Thơ có hết rồi đấy đấy tiếng Việt lớp mà tiếng Việt mới đấy giờ đốt hết đi giờ không cho học hành gì nếu mà học tiếng Việt của mình bình thường tiếng Việt học đấy tiếng Việt mới thì đọc toàn là ở nhà trong việc công nghệ giáo dục mình cũng biết tiếng Việt công nghệ giáo dục mai mốt mà nó ra câu văn bản có thể học tiếng cha mẹ học tiếng chữ mới thì các bạn để làm sao ta nó dạy gì đây về nó ca cho chữ cha mang mẹ mình nó không biết đây hai tao đọc chữ ô cứ ô vuông với lại ô tam giác tôi viết đầy lên nhá cho coi cho thằng nào mà đọc được nếu có con em đi học là đọc được mà dịch được á bỏ xóa bỏ những cái chữ này đi nhá mà nó không đọc được thì tao sẽ cho nó vào ăn không đốt rác hết đúng rồi các bạn bố mẹ bây giờ hả đâu có học cái chữ phụ huynh đâu có biết cái chữ ô vuông cái hình tam giác nó cho con cháu mình học đây nó cho con cháu mình học những cái chữ họ phổ biến rồi em ơi họ phổ biến vậy rồi nên họ mới ra sách này chứ làm sao mà không ra sách được hết ra sách như thế này này đấy ra sách như thế này để học đây đây đó đấy vở này chữ kia chữ tùm lum chữ hết mà bán bắt mình phải học từ bỏ hết học chữ tờ bỏ bắt đầu vào lớp một này bỏ chữ tờ xóa không cho đổi lại 14 chữ cái giáo dục là công nghệ giáo dục chứ không phải là chữ này phải là cái hồi xưa là giáo dục hết là bộ cho bộ giáo dục của nhà nước nha còn cái này mình là công chữ là mình đâu có biết đâu mình thôi đâu có đọc cái đó làm gì thay vì từ này cha mẹ thì chưa học và làm sao tới con thì mới học được đấy học như thế này cô dạy rồi mai mốt đẹp toàn là ô vuông như thế này dạy cô bây giờ cũng không biết đường mà dạy mà mò mà dạy cho mấy đứa nữa rồi cha mẹ sao dạy luôn rồi về nhà nó biết nó không biết thì nó hỏi ai đây chỉ về tụi nó học với nhau ra không thì các bạn hãy rồi về cha mẹ làm sao được dạy con thì sao học đấy tập chữ vuông là thành gì đây thành ông này bà kia đồng tiền cái gì cũng thành đốt hết đây là thành tiên luôn rồi đúng không đấy là cái ông này nè đấy thành ông tiên luôn rồi đấy chưa chia sẻ nha chia sẻ cho nhanh nhiều đây, đi rồi bắt đầu là vô chương trình mới rồi đó nhiều đi chương trình để các biết đầu năm đã khai giảng mình nó vô lớp 1 nó học cái gì đó học cái cho gì nó học ra đi trong này đi. Đấy toàn học hành kiểu này sao được hình tâm giác như thế này thôi đốt hết không học thế không nào học được không cho học thì ở nhà cha mẹ dạy chữ hồi đấy. Xưa mình học vẫn học có được còn bây giờ học cái chữ mới để làm gì thấy cái chữ gì mà thành đạt được cái gì đây đấy bây giờ cấp các bậc phụ huynh cha mẹ gì đấy mua sách mua tập gì ai có xong lớp 1 thì phải để ý nha không cái này là cháu mình ở Hòa Nam ai nè Phước ơi ở Lâm Đồng nè chứ đừng nói bây giờ mấy cái tỉnh này mua sách rồi nhưng mà bây giờ coi lại có nhá hai trường là nó chưa có dám dạy thôi nó không dạy thôi nó bắt mình ở thằng nè mình ở Lâm Đồng đây chứ đâu cháu mình lớp 1 nó mua sách này nó không cho trả nè
nó nói là hả, mua sách này về là thành phố nó cũng ra, còn hồi xưa bây giờ sách có rồi đây em, sách nào phải gửi lại được chứ, tại sao thành phố Cần Thơ có hả, là in ra để nó bán lấy tí tiền thôi, nó làm cho con em mình hả tốn tiền thôi, chứ thực ra nó đâu có cái gì gọi là hả văn hóa. Giờ đốt hết đi, giờ không cho hả mẹ hai cái gì, nếu mà học tiếng Việt của mình bình thường thì học, bạn thấy không, học đó thì hả chữ vậy, bạn về bạn dạy con, bạn ở nhà cho mù chữ hết luôn, mình cũng biết viết vậy, cháu mình đấy chứ ai đi đi học về, cha mẹ mua một bộ sách về, cuối cùng cha mẹ không học thì con không học được, bắt đầu không được, không trả lại được luôn, vậy nó để về lại cha nó chửi cha mắng, không cho trả nữa nè, không biết nữa đây đó, bây giờ đốt đi chứ làm gì, đúng không, thì phải là có phải là phụ huynh vừa tốn tiền, cha mẹ vừa tốn tiền để mua mấy cái cuốn tập, nếu có con em đi học là phải ấy hết nha, là đồng lòng con nhà mình mà đi học kiểu này á, cho nghỉ hết, cho lên đường hết, cho mấy thằng đó học thôi, tao viết chữ ô vuông với này tam giác hình tròn, tao bắt quá, tao bắt dịch hết, nếu mà dịch được á thì cho tao học, bạn, còn nếu mà nó dịch không được á tao không cho học đâu, cả nước này cho hả, con nghỉ học đâu có biết cái chữ bình thường như cái hình tam giác học như thế nào, chứ làm sao mà cái kiểu này được, tổ quốc họ phổ biến rồi em ơi, cái gì cũng vậy rồi nên là họ mới ra sách cái gì đây, làm sao mà không ra sách được, ra sách như thế này nè, tổ quốc cũng quốc luôn như thế này để học đây, quốc quốc gì đấy trong đây, chữ này mà xóa chữ đờ đi, tùm lum chữ hết mà nó bắt mình hãy nói xóa chữ đờ đi, mà đây bỏ hết chữ cờ, bỏ học bỏ chữ đờ, xóa sổ chữ đờ, có hai chữ bảy cũng được nè, bây giờ xóa hết ba chữ rồi, xóa hết ba chữ thì học cái gì, học như thế này đây, chữ y bỏ luôn đấy, đốt hết a bờ a ba con mình ở nhà hết luôn, từ tùm lum hết, mình cũng mù chữ rồi mình đâu có biết đâu, thì thôi dạy cái đó làm gì, thay vì học việc cũ đi, biết xong rồi phải đọc xong rồi đọc xong rồi học này ai dạy cô dạy thôi hả, cô dạy rồi mai mốt cô bây giờ cũng còn không biết đường mà dạy, đủ mà sách mà dạy cho mấy đứa nữa, rồi cha mẹ sao dạy, cô giáo rồi về nhà rồi nó biết, nó không biết rồi nó hỏi ai đây, chỉ về tụi nó học với nhau cho nghỉ hết, đốt hết nha bà con, rồi về cha mẹ bà rồi con sao đây, nhớ mua sách cho con thì học lấy tiền nhé, ô vuông với giờ nó mua xong nó lấy tiền a b nó lấy tiền đấy, đốt hết, đốt hết cho khỏi học luôn thôi nha các bạn, mình thôi, cho các bạn xem như vậy thôi, cho các bạn biết chia sẻ nha, chia sẻ cho nhanh, đốt nhanh nhiều nhiều đi đó. Giờ bắt đầu là vô rồi. Vô trong chương trình mới rồi đó, chương trình mà hả đầu cái năm mà đã khai giảng rồi đó, cho nó ra đi hết luôn đi, học hành kiểu này sao được, đốt hết. Đấy, học toàn ô vuông mấy chữ này chữ kia, toàn chả thấy cái chữ gì mà học cho được hết. Không, cái này là cháu mình ở Hòa Nam đây nè, Phương ơi, ở Lâm Đồng nè, chứ đừng có nói bây giờ mấy cái tỉnh này nó về hết, nhưng mà bây giờ chỉ có một hai trường là nó chưa có dám dạy thôi, nó không dạy thôi, nó bắt mình học ở nè, mình ở Lâm Đồng đây chứ đâu, cháu mình vô lớp 1 nó mua sách này nó không cho trả nè, nó nói là hả mua sách này về là không có được trả lại, mà hồi xưa tới giờ sách không học được, sách nào phải gửi lại được chứ, tại sao mà sách không bán đi, thì nó in ra để nó bán lấy tí tiền thôi, nó làm cho con em mình hả tốn tiền thôi, chứ thực ra nó đâu có cái gì gọi là hả văn hóa quần què gì, mà mẹ chúng nó, bạn thấy không đó, cái chữ vậy bạn về bằng dạy con bạn được không, cháu mình đây chứ ai đó, mua một bộ sách về cuối cùng không học được, rồi bắt đầu không được, không trả lại được luôn, nó không cho trả nữa nè, thì giờ đốt đi chứ làm gì, đúng không, thì phải là phụ huynh vừa tốn tiền, cha mẹ vừa tốn tiền để mua mấy cái cuốn tập vớ vẩn này không, con nhà mình mà đi học kiểu này á, ta cho nghỉ hết, ta cho lên đường hết, cho mấy thằng đó học thôi, tao viết chữ ô vuông với này tam giác hình tròn là tao bắt dịch hết, nếu mà dịch được á thì cho tao học, còn nếu mà nó dịch không được á tao không có cho học đâu, cả nước này cho hả các con nghỉ học dạy chữ bình thường như ngày xưa mình đã học, chứ làm sao mà cái kiểu này được, tổ quốc con quốc cái quốc thì cũng giống nhau, cái gì cũng quốc 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 cái gì đây,
đất cũng quốc mà nhà tổ quốc cũng quốc luôn, cái gì cũng quốc quốc gì đó trong đây, chữ gì mà xóa chữ đờ đi thì đọc bằng chữ gì, nói xóa chữ đờ đi mà đây. Từ mai chữ đủ mẹ không được chữ đủ mẹ nha, ủ mẹ chữ bậy cũng được nè. Đó các bạn thấy không, đấy học như thế này đây, a bờ a ba bà a à, đây đây từ tùm lum hết, viết cái gì đâu không à, đấy viết xong rồi bà viết vào cái ô, đọc xong cho viết vào cái ô rồi biết đọc viết cái gì đâu. Về nhà hỏi con biết gì, hỏi con học cái gì, con đọc xong con viết, chả biết viết cái gì vào ô cả. Đấy đủ cuốn sách luôn, cô giáo cũng bó tay luôn. Đấy. Cho nghỉ hết, đốt hết nha bà con. Các bà con nhớ mua sách cho con thì phải coi kỹ lại nha. Bây giờ nó mua xong nó lấy tiền đó, nó lấy tiền đốt hết. Thôi nha các bạn, mình cho các bạn xem như vậy thôi, cho các bạn biết như vậy thôi chứ còn đốt hết đó thôi. Kết thúc.